Em xin kính chào các bác nhé, xin chào cả nhà. Hôm nay thì em cũng sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình những cái mã hàng bán sale thanh lý bên vườn nhà em. Thì các bác nhà mình mà có nhu cầu sưu tầm những mã hàng nào mình ghé qua ủng hộ cho em gái các bác nhé. À đây này, đầu lai thì em có cái đơn này là cái đơn hai cây quế tím. Hàng này cũng là hàng nuôi thuần rồi, em vừa mới tách ra các bác này. Đây đầu rễ rất là xanh vì là đây vẫn bám trên cái giá thể của một cục than này. Có hai cây quế tím hàng là xếp các bác nhé. Cây này em cũng nuôi được gần 2 năm rồi đấy. Em vừa bóc ra tại vì cái chậu rất là to mà trong đấy có hai cây thôi. Mà gửi đi chắc tiền ship nhiều hơn tiền cây mất. Em tách ra để em chia sẻ các bác nhà mình nhé. Đơn này thì được hai cây quế tím như này. Cây nào đầu rễ rất là xanh vì là hàng đã nuôi thuần rồi. Và đây có mấy cái cây hoa lan hoàng nhạn tháng 8. Mấy cây này nó là hàng gieo hạt các bác ạ, cũng là hàng ghép nuôi rồi ấy. Trên em nuôi trên giò gỗ lũa đây các bác thấy không? Đầu rễ rất là xanh này. Đây, em vừa cắt ra cả rễ như này luôn ấy. Nuôi trên giò gỗ lũa nhưng mà tại vì lâu em cũng chẳng bón phân thuốc gì cả nên cây nó hơi kiểu hơi gầy gầy. Bác nào nhà mình lấy cây này về mình nuôi thêm chăm thêm rất là đẹp. Cây nào đầu rễ rất là xanh các bác này. Hàng nuôi thuần rồi, được hai cây này. Ba cây, bốn cây. Bốn cây các bác nhé, bốn cây nhạn tháng 8. Bốn cây nó hơi gầy gầy. Tại vì em không nuôi vào chậu đây các bác này. Cây nào rễ nó như này này. Nó nuôi thuần lâu rồi đấy nhưng mà nó thuần rồi đấy nhưng mà kiểu em chẳng có bón phân thuốc gì cả. Nuôi trên lũa thì nó rất là trơ nên là nó cây nó hơi gầy gầy còi còi. Đó. Nó hơi còi còi như này này. Đó, nội dung ở đơn này nhá. Đơn này thì được 4 cây nhạn tháng 8 hàng gieo hạt đã nuôi thuần rồi và hai cây quế tím như này nữa cũng đã nuôi thuần rồi thì bác nào nhà mình mà thiện chí mà vào việc được lấy được hai đơn này là 6 cây tất cả thì em chia sẻ mã số 1 này với giá bằng 200k các bác nhà mình lấy về làm giống nhá, 200.000. Các bác nhà mình về ghép được một giò đẹp hoàng nhạn tháng 8 và quế tím 200.000 mã số 1 ạ. Ở đây thì em hôm nay em còn hai cây nhạn tháng 8 này nữa này. Hai cây này là hàng em tách từ cái chậu, hai cây này nuôi thuần trong chậu và nuôi rất là to rồi. Đó, nuôi cây rất là lớn các bác nhé. Như cây này được 2 này, 4 này, 6 7 cặp lá. Đó, đầu rễ các bác này nuôi thuần lâu rồi mà. Đó, cây này các bác nhé, nuôi thuần lâu rồi. Em mới tách ra đây, cái cây này của em vừa rồi chắc là nó bị sên cắn ở dưới đáy chậu ấy. Đó, con ốc sên ấy, nó cắn ở dưới đáy chậu ấy. Đây các bác thấy không, rễ này. Đầu rễ các bác này. Nó bị ốc sên nó cắn ở dưới đáy chậu á, cái giá thể nó cũng mục ra rồi á. Thế thì em cũng đang phải thay chậu thì thôi em tách ra em bán luôn. Đây các bác nhé, cây rất là đẹp như này. Hai cây nhạn tháng 8, rất là đẹp. Cây này của em thì mã số là mã số 2. Như cây này thừa sức là bán với giá bằng hơn 500.000 các bác ạ. Đấy các bác nhà mình đi mua ở ngoài người ta đang bán giá các bác mình biết đấy. Như cây này phải thừa 500.000 rồi. Đó một cây này thôi. Em bán các bác nhà mình cả hai cây này mã số 2 với giá bằng 450 nhá. Để nếu bác nào thiện chí lấy cái em còn có hai cây này thôi. Hôm trước những cái chậu chậu đấy em bán hết các bác nhà mình rồi. Đây còn hai cây này thì hôm trước em không tách ra vì em thấy cái chậu nó đang bị cái con ốc sên nó cắn mất ở dưới chậu rồi. Nên là em tách ra thì thôi em bán luôn. Em định ghép lại nhưng mà thôi, bán luôn cho các bác nhà mình. Nếu bác nào thiện chí vào mua thì chốt nhá. Còn nếu không thì em ghép trên cây nhãn để lại chơi lâu dài thôi. Mã số 2 ạ, 450.000 cho đơn này các bác ạ. Mã số 2. Và nhãn tháng 8 này. Tiếp có một đơn bạch nhạn. Bạch nhạn thì cái hàng này là hàng rừng ạ, hàng rừng dân người ta đi trên rừng về các bác. Mỗi hôm người ta đi về được vài cân ấy, 2 3 cân thập cẩm các thể loại đấy. Ít tam bảo sắc, ít quế, ít nhạn các thứ đấy. Thì em nhà em về em vẫn lấy của dân để ghép hàng ngày ấy. Vị như còn dư ít nào ra thì em lại bán. Đây ví dụ như đơn này nhá. Cũng đây cái này hàng vào trên rừng mới về này. Cũng được hôm nay cây khá là to các bác. Cây này cũng sõi sõi to to này các bác này. Chỗ này được chỗ này phải được khéo phải gần 30 cây. 30 cây các bác, chỗ này khoảng tầm 30 cây này. Trong đây có cả một ít to này. Một ít cây vừa vừa như này các bác. Một ít cây vừa vừa như này. Bạch nhạn hoa trắng tinh. Đó, một ít cây cây vừa vừa như này các bác này, hoa trắng tinh các bác nhé. Để bác nào nhà mình mà để lấy cái chỗ này khoảng tầm 30 cây, chỗ này thì được khoảng tầm 30 cây nhiều đó các bác. Mình ghép nếu mà ghép vào lũa thì mình sẽ được khoảng tầm 3 cái lũa to. Còn nếu mà ghép chậu thì trồng chậu thì cũng được nhiều đấy. Mà nếu bác nào nhà mình mà không gian chật chật không có không muốn ghép vào lũa vào chậu thì nhà mình cứ có cây tươi cây to là trước cửa các bác nhà mình ghép luôn vào cái cây trước cửa nhà mình á thì sẽ được một cái giò lan rất là đẹp ấy, vì cái dòng bạch nhạn này nó lại sẽ lớn rất là nhanh các bác nhé. Nó lớn nhanh hơn là so với cả hoàng nhạn các bác ạ. Bạch nhạn hoa trắng tinh các bác nhé. Thì đơn này của em mã số mã 3. Mã số 3 thì tất cả chỗ này là khoảng tầm vào 30 cây. Thì em chia sẻ các bác nhà mình chỗ này là 200.000 nhá. Mã số 3 là 200.000 cho đơn này ạ. Đó, bác nào sưu tầm được mình vào việc giúp em. Ở đây em có một cái đơn củ lao đỏ các bác này. Củ lao đỏ toàn hàng dề các bác, đây toàn mẹ con này, mã số 4 các bác nhá. Đây này các bác thấy không? Nguyên là dề mẹ con ở nhà mình thấy không? Đây như cái này nhá, một mẹ để được 2
hai cái con 4 cây, 5 cây. Đấy, vị cái dày này một mẹ để được 5 cây con này các bác này. Đây. Một mẹ để 5 cây con này. Đấy các bác thấy không? Đây này. Những cái cây nhỏ nhỏ này này, có cả những cây dày lớn nữa. Có những cái dày lớn này. Chỗ này được nhiều lắm các bác. Chỗ này được nhiều lắm. Đây này. Mấy ngọn này nhỉ? 2 4 5 ngọn rồi. 6 này. Đây 6 này. Đây. 7 này, đây ngọn này cũng một mẹ để được 2 3 cây con này. Chỗ này 7 ngọn này. Đấy, lá mít đẹp các bác nhé. Đấy cứ mẹ để 2 3 cây con rồi. 8 này, 9 này, 10 rồi. Chỗ này là 11 này. Đó. Ngọn này nhỏ nhỏ 12 này, đây cả một rề các bác này, đây cả một rề nữa cả nhà mình thấy không? Đây. Đấy, 12 ngọn nhá. Chỗ này cả mẹ để con các bác ạ. 13 ngọn này, 14, 15, 16, 17, 18. Chỗ này được khoảng tầm 18 ngọn này. Đấy, tất cả được khoảng tầm 18 ngọn các bác nhé. Đó, cả hàng, cả dày, cả búi như này nữa. 18 ngọn củ lao đỏ như này. Hoa đỏ thơm lắm các bác, hoa rất là thơm. Đó, các bác thấy không? Đấy, nguyên cái dày này nó cực kỳ đẹp các bác này. Toàn là mẹ đẻ con thôi. Đấy, tất cả cái đơn chỗ này 18 ngọn này. 18 ngọn đấy các bác ạ, cả mẹ cả con. Đó thì mã số là... À không, tính nguyên ngọn mẹ thôi. Còn những cái ngọn con ở phân nhánh ở trên thì không nói. Đó. Ở chỗ này mã số 4 là 250 các bác nhé. 250 cho tất cả đơn này nhé. Mã số 4. Củ lao đỏ, dòng này hoa đỏ lưỡi hồng, hoa rất là thơm. Ở cái cây này nó thích hợp với các bác thì mình trồng ngoài nắng trực tiếp cũng được các bác. Miễn là nắng rất nhiều, nắng trực tiếp cũng được. Đó, nắng mà không có lưới che cũng được các bác nhé. Đó, nhà mình lưu ý cho em. Dầm mưa dãi nắng thoải mái. Mã số 4 là 250 cho đơn này ạ. Đây còn sót một đơn đai châu này. Châu này, châu lai hồng cấm đấy các bác thấy không? Đây ngồng hoa cũ này. Đó, đây các bác thấy ngồng hoa cũ cây đấy, cây này nó rất là khỏe. Bình thường một cái cây này em đã bán với giá hơn 300 mà dòng này dòng châu lai thì nó sẽ ra hoa rất là nhiều lần trong một năm có thể ra hoa từ 2 đến 3 lần. Đó, đây có cây này thì nó đây các bác nhé. Cây này nó bị lỗi lá các bác này. Nó bị lỗi một tí lá, cổ lá kiểu cháy nắng ấy. Các bác thấy không? Đây này, cây này nó bị lỗi lá gãy ngọn này. Nó để được 2 cây con bên trong các bác thấy không? Để được 2 cây con bên trong rồi. Đó, các bác thấy không? 2 cây con bên trong này. Nói chung cả nhà mình không lo đâu. Cây này ví dụ có cây nào mà bị gãy ngọn nhá, nó vẫn để cây con bên trong bình thường các bác ạ. Đó. Nói chung nội dung mà đơn này được 3 cây, 3 cây như này các bác nhá, 3 cây. Mình cứ nuôi giúp em kể cả châu hồng cấm này nó cũng ăn nắng nhiều các bác nhá, vẫn ăn nắng nhiều lắm. Các bác nhà mình cứ lưu ý cho ăn nắng nhiều cho em. Cây này phải được ăn nắng nhiều này, nó mới để con sung xuê. Mà dòng này cứ phải dậy nắng thì nó mới ra hoa nhiều lần. Vì cái dòng này nó không ra hoa theo mùa nào các bác ạ. Một năm là cứ được 2 đến 3 lần hoa nên là nhà mình cứ nuôi thoải mái cho em các bác nhá. Nếu có phân thuốc bổ sung thêm phân thuốc cho em vì lâu lắm rồi em không bón phân gì. Như mã số 6 này, 3 cây này em bán các bác mình 150 thôi. Em bán thanh lý 150 nhá. Đơn này bác nào chốt thì mình chốt giúp em mã số 6 150.000. 3 cây đai châu hồng gấm. Ở đây thì có chậu chuỗi ngọc, mã số A6. Chuỗi ngọc các bác ạ. Hoa dòng này hoa đẹp lắm, hoa ba màu các bác nhá, chuỗi ngọc. Mã số A6. A6 này em thanh lý các bác nhà mình còn 100.000. Nuôi thuần mấy năm rồi 100.000 các bác nhá. Có chậu kiếm xanh Huế. Chậu này đây các bác này, nắng quá xem nắng này. Mấy nay cho ăn nắng nhiều quá. Nói chung là nó xem nắng. Kiếm xanh Huế cả chậu luôn, chậu này to lắm, chậu này phải hơn chục thân mà toàn thân to thôi. Em bán thanh lý các bác nhà mình cả một chậu kiếm xanh Huế này nhá. Cả một chậu em gửi đi cả một chậu luôn. Vì nếu bác nào thích chậu đẹp hơn mình thanh chậu đẹp hơn các bác nhà mình, nếu bác nào thích thì mình có thể tách cái chậu này ra thành ba khóm, mình trồng thành ba chậu cho em. Kiếm xanh Huế các bác nhé, dòng này dòng hoa đột biến rất là đẹp. Chậu kiếm xanh Huế này em thanh lý các bác nhà mình còn 300.000 cả chậu này, 300k các bác nhé. Đấy, bác nào chốt được thì mình nhắn giúp em. Đây em còn cái mã hàng này, một cái mã kiều. Cái này là kiều trắng các bác nhé, kiều hoa trắng, nó là hàng rừng các bác ạ. Kiều trắng hàng rừng em trồng trên cái bảng dớn rất là to. Ngày trước thì em làm được 5 bảng to như này. Em cứ mua gom gom trong dân ấy, mỗi hôm người ta về có mỗi hôm được một nhánh, một khóm, hai khóm này này. Có hôm thì không được khóm này, có hôm được khóm hai khóm, bản lá to là mít các bác này, lá như cái lá mít luôn. To lắm. Đó, thì cứ mỗi một hôm là dân nó về được một hai khóm thì em lại cứ cấy dần lên trên này được một tác phẩm to như này cả nhà mình ạ. À. Một cái dề to lắm, cái bảng dớn to lắm các bác ạ. Đó. Như này các bác nhà mình chơi cái bụi kiều này là còn tầm độ tầm nửa năm nữa thì sẽ rất là sung xuê đấy vì mẹ đẻ con. Đó. Cái bụi kiều các bác nhé, kiều trắng này, mã số là mã số 5. Mã số 5 nhá. Như cái dề kiều này trước em bán với giá là 1.650.000 ấy. Giờ em thanh lý nốt 450 cho bác nào chốt nhá, 450.000. Đó, 450.000 ạ, quay mặt đằng sau cho các bác nhà mình xem này. Đấy, cái dề kiều này nó rất là to các bác nhé, dễ ăn ăn đây các bác này, ăn xuyên hết ra đằng sau các bác thấy không? Dễ ở nó đấy, nó xuyên thẳng từ đằng trước ra xuyên đằng sau các bác này. Đó, mình chơi sẽ được một cái giò kiều trắng rất là đẹp. Mã số 5. Mã số 5 đúng không?
Mã số 5 ạ, 450 thôi các bác ạ. Đó, bác nào chốt được giày này mình nhắn em nhé, rồi em chuyển đơn tiếp theo ạ. Đây em còn một chậu kiếm hồng ngọc Hà Giang này. Chậu này em sẽ gửi các bác nhà mình là cả chậu nhá. Chậu này được 2 thân 4 6 8 10, chắc chậu này được khoảng tầm 11 thân. Cả chậu kiếm hồng ngọc Hà Giang các bác này, hồng ngọc Hà Giang hoa rất là đẹp, hoa trắng các bác nhá, hoa nó đẹp lắm. Mã số 7, mã số 7 kiếm hồng ngọc Hà Giang. Em gửi cả chậu. Trước là em bán mà em cứ hay tách ra 1 2 thân ấy. Lúc ấy nó ít giống thì toàn tách ra có 1 thân 2 thân ra để bán thôi. Mà giá nó rất là cao. Bây giờ em chia sẻ các bác nhà mình cả chậu này nhá. Mã số là mã số 7, 300.000 cho chậu kiếm hồng ngọc Hà Giang này. 300k. Đó, chậu này là em sẽ bán các bác nhà mình sẽ gửi cả chậu. Đây này, những cái măng mới lên các bác thì em đây, măng tơ mới lên này. Cái măng tơ đây các bác này. Măng sừng mới lên này. Cái dòng kiếm nó ra hoa xiêng lắm các bác ạ, ra hoa xiêng lắm. Đây này. Những cái ngồng hoa vừa rồi nó cũng đã tàn này, nó ra hoa liên tục mà. Đây này. Đấy, những cái măng tơ nhiều các bác, măng tơ nhiều lắm. Chỗ này 300k các bác nhé, hồng ngọc Hà Giang này, bác nào chốt chỗ này mình nhắn giúp em nhé. Em chuyển đơn ạ. Đây, một giò tác phẩm rất là to cả nhà mình này, quý trăng tháng 8 Hòa Bình cả nhà mình này. Giò này phải nói là vô cùng nhiều cây con các bác ạ, giò nó đẻ nhiều con lắm các bác ạ. Đây. Chất quý Hòa Bình các bác nhé, quý trăng tháng 8. Em bán thanh lý hết để bác nào nhà mình mà thích sưu tầm gì mình chốt giúp em. Đây nha, những cái ngọn này nó bị gãy ngọn mẹ này, nhưng cây con đẻ được một con này, hai con này, con này cũng lớn rồi. Con này cũng là con thứ 3 này, con này con thứ 4 này. Đó, con này là thứ 5 này, thứ 6 này. À không, xin lỗi các bác nhà mình. Cây này đến đây thôi chứ. À đúng rồi. Thứ 5, thứ 6, thứ 7 các bác, 7 con. Đó, vẫn trong cùng một ngọn ấy, mẹ để con 7 con ấy. Đó, như cái giò này cũng để được một cây con đây các bác này. Cũng mới để một con cái giò trên này nhá, là 8 cây con này. Chỗ này được 19 này, 10 này, 11 này, 12 này, đây cái con mọc tất bên trong này các bác này, 12 cây con này. Đây được 1 cái 13 cây, 14 cây này. Nội dung ở đơn này nó phải tầm vào đấy, dưới này coi cây con ở đây nữa đang ở cái lá này, 15 cây con các bác. Một dề quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Đó. À, mẹ thì hiện tại đang được là 1 2 3 4 5 6, 6 ngọn mẹ và được 15 cây con các bác ạ. Đẹp như này. À, 15 cây con này thì mình sẽ phải nuôi thêm độ khoảng tầm nửa năm nữa các bác ạ. Vì những cái cây con này hiện tại giờ nó chỉ dài độ khoảng tầm vào 10 cm thôi. Tầm nửa năm nữa thì 15 cây con này nó phát triển ra. Các bác mình tưởng tượng này, đây có 6 ngọn mẹ mà đã sum suê như này các bác này, 6 ngọn mẹ nhưng mà ngọn lâu, nuôi lâu năm to rồi á thì nó đã sum suê như này rồi, nhưng mà các bác mình nghĩ thêm là 15 ngọn con nữa, có nghĩa là nó sẽ gấp hơn 2 lần, gần gấp 3 lần, gần gấp 3 lần bao nhiêu ngọn mẹ nữa. Còn tầm nửa năm nữa cái giò này nó sẽ rất là to, rất là sum suê các bác, rất đẹp luôn. Mà cuối tháng 8 các bác ạ. Quý trăng tháng 8 Hòa Bình đấy, em bán thanh lý nốt các bác nhà mình nhá. Giò này ghép trên dáng lũa nên là mình chơi thoải mái bền. Đây là cái cây cuộn lũa các bác ạ. Đó, nên nó rất là bền, mình thoải mái chơi không sợ bị mục gỗ các bác nhá. Mã số này là mã số A5. A5 thì bác nào chốt nhá. Em bán thanh lý như cái giò này bình thường của em nó phải tầm gần 3 triệu. Em đang bán thanh lý nốt cái giò này, nếu bác nào nhà mình chốt được mã số A5 em chia sẻ với giá là chỉ có 1 triệu 3 đây các bác, 1 triệu 3 cho giò quý này nhá. Quý trăng tháng 8 Hòa Bình, mã số A5 1.300.000. Đấy, bác nào chốt được thì mình gọi điện theo số điện thoại bên em là 035 0385 050491, số điện thoại em để trên màn hình ấy. Xin cảm ơn các bác nhà mình và em chuyển đơn tiếp theo ạ. Tiếp theo thì em có cái giò này, giò mã số 10 Ngọc Sơn Cước các bác, Ngọc Sơn Cước 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước. Ở đây các bác nhà mình làm giúp em nhé, đây nguyên ki các bác này. Tại vì hàng này nhà em là một chậu nái đấy, nhưng mà để lâu rồi nó ra ki nhiều em chẳng cắt này, 1 ki, 2 ki này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 10, chắc 13, 14 cái ki các bác ạ. Đó, Ngọc Sơn Cước các bác nhá, 5 cánh trắng. Bác nào lấy với cây chậu này về làm giống này sẽ được một chậu hoa cực kỳ đẹp các bác. Đây là chậu nái này, nhưng mà em không cắt ki các bác ạ. Mã số 10, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước các bác nhá. Mã số 10 này thì bác nào nhà mình chốt được thì em để cho các bác nhà mình là 130.000 cho chậu 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước này. Dòng này dòng hoa cực đỉnh đấy cả nhà mình ạ. Đó. Đây này, còn một cái chậu nhạn tháng 8 các bác, còn một lũa nhạn tháng 8 này. Lũa này là cây giống nhỏ nhỏ các bác ạ. Lũa này cây giống nhỏ nhỏ đây các bác nhà mình ngắm nhá. Nó được một cây này, hai cây này. 3 cây này, 4 cây này, 5 6 7 cây, được 8 cây, nhưng cây này bị gãy ngọn này. Đó, nói chung là được, cứ gọi là được 7 cây. Ghép trên lũa các bác nhé, ghép trên lũa bình thường á, ghép trên lũa nó rất là trơ, nên là các bác nhà mình muốn đẹp là mình phải cho một túi phân, mình cho một túi phân dê cài vào các góc này này, xong này khi mà mình tưới vào ấy, tưới nước vào thì nó ngấm xuống cái cây, nó sẽ phát triển rất là đẹp, rất là lớn các bác ạ. Ở đây em bán các bác nhà mình cây giống nhé, em thanh lý nốt nên là các bác nhà mình mua giá rất là rẻ, còn một giò lũa nhé. Mã số 12, nhưng giò này em thanh lý các bác nhà mình còn 300.000.
Còn em thật các bác nhà mình bình thường đây, các bác nhà mình này, các bác đi mua một cái cây này nhá, hàng rừng thì người ta bán các bác nhà mình rẻ phải tầm 300.000. 300.000 một cây này. Em thanh lý nốt thì em bán các bác nhà mình nhá, bán hết cho rộng vườn luôn thì được. Đấy cả cái lũa này luôn, để bác là lấy về sẵn nuôi vì là hàng em đã nuôi nuôi thuần lâu rồi nhưng mà không có phân thuốc nên các bác ạ. Em cứ để ngoài dầm mưa dãi nắng chứ chả có tí phân thuốc nào cả. Đấy như cái lũa này các bác nhá, 300.000 mã số 12. Mã 12 bác nào chốt được rồi này thì mình chốt giúp em. Đây còn một giò kiều tím các bác này, ở đây còn một giò kiều tím Thanh Hóa nhưng mà giò này được cái là lá mít rất là đẹp các bác ạ. Đây này. Trời ơi, hôm trước thì mấy bác thi nhau thì em quay cái giò phiên video ngày hôm trước nữa ấy. Mấy bác thi nhau chốt thì em bảo hết rồi, hôm nay ra vườn lại thấy còn một giò này quả cả mãi trên cái dàn trên dàn cao ấy. Còn sót lại một giò này đẹp các bác ạ. Giò này thân tơ nhiều, 2 thân, 3 thân, 4 5 6 7 8 9 thân tơ. Kiều tím Thanh Hóa giò này được lá mít các bác nhé, chỗ này được lá mít mà lại được 9 thân tơ. Mã số 9, mã số 9 chỗ này bác nào lấy được em để cho bằng 380 nốt nhá, 380 thôi. Bác mình về đi mua kiều Thanh Hóa nó cũng đã gần 200 một thân rồi. Nó khoảng tầm vào trăm, có tùy nơi, có nơi thì bán tầm vào 130, có nơi thì bán 150, 150 một thân rồi. Cũng chưa tùy chỗ, tóm lại tùy chỗ. Chỗ này nuôi thuần lâu các bác nhá. Đấy, bán cả chậu em không tách đâu các bác, không tách. Hôm trước các bác các bạn tách cho anh một thân, hai thân thì em không tách đâu. Nhà em bán cả chậu thanh lý nốt rồi nên là bác nào chốt được thì mình lấy nhá. Mã số là 9, 380.000 ở chậu này ạ. Rồi để em xem còn mã nào em thanh lý các bác nhà mình nốt nào. Đây này, em lên cho các bác nhà mình một cái giò tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Giò này phải nói là vô cùng đẹp các bác ạ. Cái giống của dòng này là nhập từ bên Thái các bác nhé. Cái mặt bông này rất là giống một cái mặt bông mà của nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng các bác ơi. Nó chỉ khác một điều là ngồng hoa sẽ dài hơn nhạn rất là nhiều đây các bác nhé. Đây hoa năm ngoái chụp lên, tại vì nhà em tất cả lúc đấy là nhà em rất là liều, nhà em lấy về là 3 thùng hàng. Em nhập từ bên Thái cái dòng nhạn thắng à, cái dòng mà tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng đây này các bác này. Mọi người không dám lấy mà mỗi mình nhà em lấy nhiều như vậy, mọi người lấy cũng chỉ lấy được một vài gọi là một vài cái dây thôi, còn nhà em lúc đấy nhập rất là nhiều, 3 thùng hàng các bác, 30 thùng hàng nhà em mấy trăm ngọn. Mà lúc cái hàng này nó giá trị cao các bác ạ, nuôi từ lâu lắm rồi các bác này. Đây, hoa như này các bác nhé. Hoa vàng lưỡi trắng. Đó, đây này. Nó là hàng va các bác ạ. Hàng giá trị cao nên là người ta làm vườn người ta chẳng dám ai dám nhập những cái giống như này. Nó là hàng Thái đấy các bác ạ. Bọn em vào nhiều lắm. Ngày xưa bán nhưng mà lúc này nó có giá lắm các bác. Ngày đấy bán lan này nó có giá lắm. Tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng đấy. Đến cả tận bây giờ cũng vậy luôn các bác nhé. Em ví dụ như một cái dề như này chẳng hạn, ví dụ một cái dề có bao gồm có một cây mẹ này và thêm được để thêm được một hai cây con ở dưới gốc chẳng hạn nhé, để thêm được một hai cây con ở dưới gốc này chẳng hạn, là một cái dề đấy bên người ta vẫn bán 800-900 nghìn một dề các bác. Còn nếu mà cái dề mà được khoảng tầm 3-4 con đấy, người ta bán hơn 1 triệu một dề các bác ạ. Tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng này á, nó là dòng hàng đột biến, hoa rất là đẹp. Đó, chứ còn đây này, nhà anh mày xưa cứ tích mãi chẳng bán những cái giò to như này. To như thế này nuôi lâu lắm rồi các bác ạ, mười mấy năm rồi, một giò tác phẩm to như này các bác nhé. Cả nhà bây giờ đi mua em bán thanh lý nốt thì bác nào mua sẽ được giá rất là rẻ. Biết thế năm ngoái, năm kia lúc đấy nó sốt cái dòng này bán đi cho xong. Để chờ bây giờ nhà em vẫn còn khoảng tầm vào 12 giò to như này nữa, để bác nào nhà mình tranh thủ lấy được 1-2 giò để lấy nhá. Thanh lý nốt giá rất là rẻ, đẹp như này các bác ạ, nhiều ngọn lắm cả nhà mình ơi, nhiều ngọn lắm. Đó các bác nhé, to như này thôi mười mấy năm rồi. Đó, mã số của em là mã số A2 các bác ạ, A2 nhé, tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng. Cực đẹp luôn các bác, mười mấy năm rồi, toàn mẹ để con nó cá một dề to như này. Em thanh lý các bác nhà mình rồi này còn 1,5 triệu, 1,5 triệu các bác nhé. Đó, chỉ bằng các bác nhà mình đi mua ở ngoài khoảng tầm vào 2 ngọn. Ví như các bác nhà mình bây giờ đi mua này, tầm 2 ngọn vị ngọn này với ngọn này chẳng hạn, các bác nhà mình đi mua 2 ngọn, chỉ bằng tiền các bác nhà mình đi mua 2 ngọn này và cộng thêm một vài cây con thôi. Nó có nghĩa chỉ bằng các bác nhà mình đi mua 2 ngọn mẹ và thêm được vị như cái dề này, mỗi ngọn mẹ để được thêm 1-2 cây con ấy. Đó. Các bác nhá, là các bác nhà mình sở hữu được cả giò to này, là năm tới ngắm hoa cực kỳ là đẹp. Nhà em hiện tại đang còn 12 giò to như này nữa. Lúc đấy em lấy nhiều lắm các bác, lúc đấy em lấy 3 thùng hàng mấy trăm ngọn. Em ghép vào nhưng mà giò nào em cũng ghép nhiều. Bây giờ lại mẹ để con được nhiều nữa, một cái bụi to như thế này, một giò to như này ghép gỗ rất là bền các bác nhé. Nuôi mười mấy năm rồi đấy. Năm kia có bác vào cũng ở gần đây thôi, họ trả em cả vườn cái tam bảo sắc hoa vàng này nhưng em chẳng bán. Hoa vàng lưỡi trắng các bác nhé, nó là hàng Thái đấy. Lúc đấy nghĩ là nó vì mình nuôi quá là lâu rồi, những cái giò như thế người ta mua nhiều, người ta cứ trả rẻ rẻ em chẳng bán á, tiếc. Bây giờ bán thanh lý quá là rẻ.
Rồi em xin mời các bác nhé. Bác nào có thiện chí mình vào việc giúp em gọi điện đến số điện thoại bên em để trên màn hình các bác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhà mình trong phiên bán hàng của ngày hôm sau. Đấy, riêng tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng này em còn 12 giò nữa mà toàn giò to như này thôi. Thì bác nào có thiện chí mà mình sưu tầm được thì mình kết nối với Zalo số điện thoại bên em để mua hàng, hoặc là mình gọi điện trực tiếp lên số điện thoại em để trên màn hình để mua hàng nhé. Em xin dừng like ở đây. Cảm ơn các bác nhà mình rất là nhiều.